Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sản phẩm tổ yến lớn nhất thế giới với nhu cầu hơn 300 tấn một năm, chiếm khoảng 80% thị trường toàn cầu. Đây là thị trường vô cùng tiềm năng cho tổ yến Việt Nam. Xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sẽ tạo cơ hội cho ngành nuôi yến phát triển theo chiều sâu. Hiện nay, cả nước có 42 trên 63 tỉnh có nuôi chim yến với trên 22.000 nhà yến, sản lượng tổ yến của Việt Nam khoảng 150 tấn, giá trị trên 600 triệu đô la Mỹ ngành yến việt nam đang có nhiều cơ hội phát triển và tiềm năng mang lại giá trị kinh tế rất cao đặc biệt là sau khi nghị định thư về xuất khẩu tổ yến sang trung quốc được ký kết việc trung quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm tổ yến từ việt nam sẽ tạo cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi chim yến và sản xuất chế biến tổ yến của việt nam với tương lai phát triển ngành yến theo thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến các doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi chim yến cần tăng cường liên kết đầu tư phát triển đàn chim yến tăng cường áp dụng công nghệ mới tìm tòi, nghiên cứu để có thể cho ra nhiều loại sản phẩm tội yến đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như khai thác tiềm năng cơ hội thị trường Trung Quốc mà nghị định thư đã mở ra.